Tacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào giờ rất quen thuộc, đó là 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, khi mà nói về tiếng Việt của chúng ta, với sự phong phú và giàu đẹp đó, thì nhà văn Đặng Thái Mai đã từng viết là: tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Và kính thưa quý vị, với những điều rực rỡ và coi như là vô cùng phong phú của tiếng Việt đó, cho nên là đôi khi trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mà mình sai chính tả nè, hoặc là sai ngữ cảnh, sử dụng không có phù hợp. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, với sân chơi của Thử thách bất ngờ sẽ là một sân chơi rất mới lạ, và bốn người chơi của chúng ta sẽ vừa là đồng đội cũng như là vừa là đối thủ của nhau, và họ sẽ cùng vượt qua tất cả những câu hỏi của chương trình để giành lấy giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Những người chơi dễ thương ngày hôm nay là ai thì không để cho quý vị chờ lâu nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Bửu Đa. Hi. Xin chào Tường Vi, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Người chơi tiếp theo đó là một cô nàng biên tập viên rất dễ thương, biên tập viên Kỳ Duyên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kỳ Duyên và hiện tại mình đang là biên tập viên của một kênh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và người chơi tiếp theo đó chính là diễn viên Minh Thảo. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Minh Thảo. Và người chơi cuối cùng đó chính là MC Thanh Thân. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Thân và mình là một người dẫn chương trình. Cuộc đua ngày hôm nay như là hơi phong phú, đa dạng với nhiều màu sắc quá. Diễn viên, rồi biên tập viên, rồi là MC luôn nữa. Ôi ôi. Thôi chắc đội bên này thua rồi quá, tại vì diễn viên không có nhiều từ ngữ lắm, cũng ăn nói không có hay như là MC hay là đâu, nhiều đâu. Từ ngữ như là biên tập mình đây. Chơi cá nhân mà chị, đến vòng cuối mình mới chơi tiếp tiên mà. Vừa là đồng đội, vừa là đối thủ, có nghĩa là lúc này mình chơi với tư cách cá nhân thôi. Chị là có cái cuối nha, dạt ra hết nha. Chưa gì mà. Nhưng mà mình thi là về ngôn ngữ tiếng Việt, thì không biết là mọi người có tự tin về cái khả năng ngữ pháp của mình không? Ngữ pháp hả? Chính tả đồ chẳng hạn. Thật sự thì chính tả thì hồi xưa thì cô nói là quá tệ. Quá tệ. Tại vì cái dấu nào là dấu hỏi không chịu ghi, cứ ghi tất cả là dấu ngã hết. Ví dụ như thử thách là không phải thử dấu hỏi đâu, là thử dấu ngã, thử thách. Nhưng mà qua thời gian, ngày xưa đi học thì không tính, nhưng mà qua thời gian bây giờ còn dấu ngã hoài vậy nữa không? Bây giờ đổi lại rồi. Dấu cái gì hỏi cũng hoài dấu hỏi hết. Còn Thảo thì sao? Thấy ăn nói cũng có duyên vậy thôi, chứ lúc nào có đội sổ môn văn hết á nha. Đội sổ môn văn. Nhưng trong mà đội sổ vậy? Thường là văn đi học hồi xưa mình tả cảnh, tả cây cối mây trời không à, là xa luôn chính tả. Có nghĩa hả? Là lên nó đọc văn thì rất là hay, nhưng mà bắt đầu kêu làm văn là không có chữ nghĩa, nó không có trôi ra cái viết cái gì đâu không à. Cho nên là thôi, nên là quyết định tham gia chương trình này để coi học hỏi là học hỏi coi là thử thách bản thân mình, coi là mình hiểu biết được tới đâu đó. Rồi bên đây nè, chưa gì là chia phe rõ ràng rồi nha. Bên đây là đội học hỏi, bây giờ nghe bên đây nè, người ta là biên tập viên đó. Trời ơi, nhưng mà mình biên tập viên thì chắc chắn là mình phải câu từ đồ cũng rất là gãy gọn, và chính tả cũng chắc là không bao giờ sai đâu ha. Nếu không bao giờ thì cũng không đúng, nhưng mà em cũng có một xíu tự tin, tại vì em từng dùng ngôn từ để em níu kéo bạn trai cũ của em. Rồi, wow. Ví dụ quá dữ luôn. Em nói một đoạn văn trong vòng 30 phút. Rồi, một đoạn văn mà tới 30 phút luôn đó mọi người. Trời đất ơi. Nhưng mà quan trọng là sau 30 phút đó thì bây giờ cái mối tình đó như thế nào rồi? Dạ tan vỡ luôn rồi. Dạ tại sao đó là ngôn từ em nó cũng mài mòn dần rồi. Mài mòn dần rồi đúng dạ. Không? Thân ơi,
Mình là MC thì bình thường á, đa số mình dùng văn nói là nhiều. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà với khả năng văn viết của mình thì sao? Nói về cái khả năng ngôn ngữ của mình thì em cũng tự tin chút xíu, bởi vì em cũng có một cái quá trình mà cố gắng hoàn thiện về cái khả năng nói của mình, nhưng mà cái khả năng viết của mình thì nó cũng còn khá là kém. Không sao, hôm nay trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ thì mọi người cứ xem như là giao lưu học hỏi lại đi. Mình ôm lại cái kiến thức tiếng Việt của mình, cũng như là quý vị khán giả chắc chắn là sẽ có những từ mình cảm thấy y cái từ này mới quá, mình phải lưu vô từ điển của mình ngay thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên, vòng thi biệt đội ngôn ngữ. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta được mang tên biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ thân đi ha. Dạ, ok chị. Đó, từng người qua. Và bạn nào không trả lời được trong vòng 5 giây là sẽ bị loại. Hãy kể tên con vật, loài vật có từ lấy. Tê tê. Tinh tinh. Năm. Bốn. Ba. Mèo mèo. Hai. Mèo mèo là con gì? Hết giờ. Giả điểm đi ra. Trời ơi, rồi bây giờ bủ ra. Châu chấu. Cao cao. Bìm bẹp. À, chuồng chuồng. Chích chè. Em hết từ rồi. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Rồi bây giờ tiếp theo. Bây giờ mình qua bên kia một fan. Kỳ Duyên. Khó quá. Tới bạn. Năm. 4 3 2 1 hết giờ. Rồi bây giờ bủ ra một từ. Mình đã thắng rồi. Biết là thắng rồi nhưng mà mình để cho mọi người phục đi. Rồi phục phải không? Rồi. Con chim le le. Le le. Có giờ cái rồi, con chim le le. Đúng rồi. Trời ơi. Coi như là thắng mà một cách thuyết phục đúng không nào? Bây giờ người chiến thắng đó chính là Bủ Đa và bạn sẽ được 10 điểm của chương trình. Mọi người có biết đây là trái gì không? Nào, trái thanh trà. Trà. Coi bộ hình như ba người chưa ăn trái thanh trà luôn. Đang chưa? Đang rồi. Có muốn ăn thêm không? Nó ngọt liệm luôn. Thanh trà là có nhiều vitamin C mà nó rất là ngọt, nó đường giống như đường vậy đó. Rồi, bây giờ Đa phát cho mấy bạn đi. Mỗi người một trái nha. Rất ngon ơi. Nhìn ngon quá. Nhìn ngon lắm, đặc biệt là cái trái nào mà có dính lá trên đây nó rất ngọt. Vậy hả? Ngọt quá anh. Ngọt. Kinh nghiệm của một người đã từng ăn cho hay. Rồi, rất ngọt luôn. Rồi, mọi người ơi, cái này thơm lắm. Đào quá không? Em nghe mùi thơm lắm á chị. Thơm, cái này thơm mà. Có cần và không? Khi mà mọi người ăn thì mọi người phải đọc một câu thần chú. Cười vui vẻ, hạnh phúc và nhìn máy quay và nói là tôi rất vui và hạnh phúc khi được ăn trái thanh trà. Chuẩn bị. Ê, cuộc đời chưa bao giờ ăn trái này nha quý vị. 3, 2, 1, bắt đầu. Thoại nào. Thoại nào, 2, 3. Tôi rất vui và hạnh phúc khi ăn trái thanh trà. Tôi rất vui và hạnh phúc khi ăn trái thanh trà. Mày nói ượt, trong miếng nó chả ngọt. Ngọt không? Cái trái này ngọt lắm á. Hạnh phúc lên nha Vy, hạnh phúc. Hạnh phúc xin nước mắt rơi như thế nào. Ngọt, và vô cùng ngọt. Ủa, hạnh phúc lắm đó. Em rất hạnh phúc. Tôi rất vui và hạnh phúc khi ăn trái thanh trà. Thảo ơi, nãy giờ chưa nói gì nguyên mát lòng luôn á mọi người. Thảo hạnh phúc lắm nha. Thảo vui lắm mọi người. Vui khi sao? Khi sao? Vui chảy nước mắt vậy, vui chảy nước mắt. Chị mà đổ mồ hôi nhiều vậy. Chị Thảo đổ mồ hôi quá trời luôn nè. Khi ăn cái gì? Còn cái à? Còn cái luôn. Bả rung luôn à. Trời ơi. Rồi ăn xong rồi kìa. Một người đã ăn xong. Yeah. Em mệt quá, em cầm một loại dai anh Đa ơi. Rồi ăn đi em. Tôi rất vui gì? Tôi rất vui khi ăn được một cái trái chua lè. Nói chung là cũng vui á mọi không, người. Nhưng mà trái này còn đỡ, nếu mà cho trái chanh ăn là nãy giờ là xỉu nãy giờ rồi cũng chua rồi, vậy. Em ơi, trái của chị chua lắm á em. Mắt em như đi mascara. Và xin chúc mừng cả ba người chơi của chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cái này ngọt mà đúng không Thảo? Ngọt. Mời Vi. Không, Vi nhìn cái biểu cảm của Thảo là Vi rất ngọt. Ngọt, còn ai hả? À?
ngọt quá luôn á. Như tình yêu của đôi ta vậy đó. Trái này mà có miếng muối ngon. Ngon đúng không? Họ coi như là bổ sung vitamin C đầu tiên đi. Nhưng mà vượt qua thử thách ăn trái thanh trà này thì cả ba người chơi các bạn mỗi người cũng được 10 điểm của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Quay trở lại với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi số 1 sẽ là câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và có nội dung như sau. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả con đường nhỏ, hẹp ở trong làng xóm, phố phường? A. Ngõ ngách. B. Ngõ ngách. C. Ngõ ngách. D. Ngõ ngách. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Với câu hỏi đầu tiên, cả bốn bạn đều chọn là đáp án C hết. Đa ơi, tại sao là chọn đáp án C? Đó vì là thường thường thì ngõ là phải ngã. Là hồi xưa là học dấu hỏi dấu ngã lúc đầu, như lúc đầu đã nói là phải ngã là ngõ. Còn ngách á, là chữ A là không có dùng được chữ H sao chữ G được. Vậy đố đa ngõ nào mà mình sẽ dùng là dấu hỏi? Bỏ ngõ rồi này nọ đó. Bỏ ngõ Phong Thảo là... Sao cười? Copy hả chị? Copy hay quá. Sao mà tự nhiên gương mặt thiếu tự tin dữ vậy? Không có copy. Nhưng mà ý là Thảo cũng không biết giải thích sau H hay là G gì hết. Nhưng mà cái chữ này nó đi vô đầu mình từ nhỏ rồi. Nên là mình nhìn thấy là mình đánh thôi. Thuộc lòng á. Và với câu hỏi đầu tiên thì cả bốn bạn đều chọn đáp án là C, là ngõ ngách. Cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm. Từ ngõ ngách này là để chỉ một cái đoạn đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo ở trong làng xóm, phố phường. Câu hỏi đầu tiên thì dễ dàng vượt qua rồi đúng không nào? Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Và xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình để xem một đoạn video ca nhạc. Quang trời yêu mà em đã dành cho ai. Giờ mây đen, quyện thành bão sông tố đang dần kéo đến. Trời non hao hức đang đợi mưa. Sống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời. Câu hỏi của chúng ta, hãy liệt kê những từ ngữ diễn tả hiện tượng thời tiết trong đoạn nhạc Em Gái Mưa của nhạc sĩ Mr. Siro vừa nghe. 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Thảo ơi. Thảo nhớ cái cuối mà Thảo không có viết ra được, không kịp. Rồi, xin mời Đa đọc đáp án của mình. Đáp án của Đa là mưa trôi cả bầu trời nắng cùng thêm những cơn dông. Ủa, gì vậy? Không phải sai đó. Cơn dông hơi lạ. Sai hoàn toàn. Nhưng mà hồi nãy á, tập trung nghe lời hay là tập trung coi clip? Coi clip rồi xong là nhẩm bài hát luôn. Bài này bài tủ, luôn. Bài tủ. Bài tủ. Đúng rồi. Rồi. Minh Thảo, bài này phải tủ của Thảo không? Có. Đáp án của Thảo là gì? Đáp án của Thảo là mây đen, mưa, giông tố. Cái cuối cùng là buốt lạnh mà không kịp. Rồi. Thanh Thân. Bốn đáp án của em là đầu tiên là mây đen, giông tố, mưa và buốt lạnh. Rồi. Duyên. Dạ đáp án của em là mưa, gió, buốt, đông. Dạ rồi.
Thời tiết buốt lạnh là sao mọi người? Là bị lạnh thôi chứ không phải đến đâu, bị lạnh thôi. Mọi người ơi, hồi nãy trong đề bài là hiện tượng thời tiết nha. Lạnh là cái cảm giác mà mình bị lạnh. Bốn từ của chúng ta đó là mây đen, bão, giông tố và mưa. Rồi rất tiếc là cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Và câu hỏi số 3 sẽ là dưới dạng điền vào chỗ trống. Điền từ còn trống trong câu thành ngữ tục ngữ sau đây. A. Một giọt máu đào hơn ao chấm chấm chấm. B. Mèo mù vớ chấm chấm chấm. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Xin mời Bửu Đa đọc đáp án của mình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thứ hai là mèo mù vớ phải chuột. Minh Thảo. Đáp án đầu là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đáp án thứ hai là mù mèo vớ phải cá ao. À, nhưng mà tại sao lại là cá ao? Thì cho nó dừng ở trên thôi. Thanh Thân. Câu đầu tiên của em là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Câu thứ hai là mèo mù vớ mỡ. Mèo mù vớ mỡ. Nghe nó hơi không có vần lắm đúng không? Vớ mỡ. Rồi Duyên trội y chang luôn kìa. Dạ, đáp án của em giống đáp án của bản thân luôn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mèo mù vớ mỡ. Tại vì mèo nó thích ăn mỡ. Không, cái câu B này á thực sự là vì thấy là hay dùng lắm mà ta. Chắc là mọi người chưa có gặp phải rồi đúng không? Thường là người ta sẽ hay nói là mèo mù vớ cá rán. Và với câu hỏi này thì cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Và đây là một cách nói ẩn dụ mượn hình ảnh là máu đào và nước lã. Câu tục ngữ khuyên chúng ta là phải xem trọng, đề cao tình nghĩa giữa các thành viên có cùng quan hệ huyết thống với nhau. Và với câu mèo mù vớ cá rán, đó là chỉ sự may mắn, dù không thấy đường nhưng mà chú mèo vẫn có được đồ ăn ngon. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4, câu hỏi dưới dạng hình ảnh. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Hãy xác định lỗi sai và sửa lại cho đúng. 20 giây bắt đầu. Các bạn nhớ lưu ý nha, là xác định lỗi sai và sau đó là sửa lại cho đúng. Là chúng ta sẽ có 2 vế nha. Xin mời đáp án. Bửu Đa, đáp án của bạn là câu sửa thành là cao. Cao chuối cao hả? Sửa thành là chuối cao. Đúng rồi. Ủa. Rồi, xin mời Minh Thảo. Từ 9 với là trừ 9. Ủa sao cười vậy? Ủa đúng rồi, 9 là khác mà 9 là khác chứ. 9 mùi là sai chữ H rồi, chữ 9 này mới đúng. Bây giờ nè, nhìn cái người mà có đáp án sớm nhất và tự tin nhất nè. Theo em thầy sai từ là chín mùi và sửa thành chín mùi. Trời, hồi nãy sửa đó đúng rồi ta. Như cái này đúng rồi. Cái này em có đúng xem chưa? Rồi, chắc chắn. Xin mời Kỳ Duyên. Dạ, của em thì cũng chín thành chín thôi ạ. Chín và chín thôi. Câu thành cao là thấy trớt quớt rồi nè, trừ một điểm. Thảo với Duyên, hai bạn có đáp án giống nhau. Và tất nhiên cũng bị trừ điểm giống nhau. Trừ một điểm. Với sự tự tin này thì đã giúp cho Thanh Thân bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng bạn. Thật ra lúc mà Vi đọc cái câu hỏi này, Vi ủa đâu thấy sai gì đâu ta. Nhưng mà Vi cũng không có để ý cái chữ mùi. Đúng rồi. Thật ra cái mùi này nó không có đúng mà phải có thêm chữ ô vô nó mới đúng nha mọi người. Cái từ này là Vi biết là dễ sai lắm nè, cho nên là lưu ý nha. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi số 5, cũng là câu hỏi cuối cùng trong vòng thi số 2 này. Xin mời các bạn đọc thật kỹ đoạn văn đã bị đảo lộn trật tự của các từ. Gương sáng soi mình da thấy thủy nay mình trắng. Câu hỏi như sau, hãy sắp xếp trật tự các từ ngữ và dấu câu theo trình tự để tạo thành một câu văn đúng ngữ pháp và có ý nghĩa. 20 giây bắt đầu.
Hết giờ. Xin mời Bủ Đa đọc đáp án của mình. Xoáng, thủy soi gương, thấy da mình trắng mịn. Ở đây là có 2, 4, 6, 8, 10 từ. Và Đa ơi, mình có mấy từ nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Anh rơi còn một từ nữa anh. Để đâu rồi Đa? Nay. Nay. Từ nay. Rồi, coi như là thiếu một từ ha. Rồi, hỏi bàn nữa rồi. Minh Thảo. Thủy sáng nay phải soi gương thấy da mình trắng mịn. Có nghĩa là thủy là thủy sáng nay với lại thủy trưa nay với thủy chiều nay sẽ là ba bà thủy khác nhau. Mình đang nói về cái là cái thời gian mà mình định thì mình phải ở đó. Ví dụ sáng nay, hôm nay phải. À. Cái đó là mình phải bắt buộc có trong câu của mình. Nó là phải ở đó. À, rồi, mình rồi. Nghĩ vậy thôi. Nói chung là đó là cách giải thích của Thảo. Thanh Thân, xin mời bạn. Nay phải. Nay. Thủy soi gương thấy da mình mịn trắng sáng. Xin mời Duyên. Dạ câu của em là thủy soi gương thấy nay da trắng sáng phải mịn chấm. À, bạn đếm lại coi trên bảng là bao nhiêu từ và bạn ghi là bao nhiêu từ vậy cả. Cho này rối quá. 9 từ. À 9 từ. Rồi thôi bỏ số luôn. Thiếu chữ mình. Rồi, bên kia thì thiếu chữ này. Chữ này, bên này thiếu chữ mình. Thôi hai cái mình mà mình viết thiếu mình bỏ xuống trước đi nè. Cả hai bạn bị trừ một điểm và thủy sáng nay cũng như là nay thủy soi gương thấy da mình mịn trắng sáng. Cả hai câu của Thanh Thân và Minh Thảo đều không được chấp nhận. Cả hai bạn bị trừ một điểm. Và bây giờ Vi có hai cách để cho chúng ta viết nha. Sáng nay phải thủy soi gương thấy da mình trắng mịn. Cách thứ hai đó là thủy soi gương thấy da mình nay sáng phải trắng mịn. Trời, nó thiếu chữ mình. Quá. Đó. Thiếu thấy không? Bởi vậy là bám sát vô đề bài. Bởi vậy. Nha. Đó là này là mình bị đảo lộn rồi mình phải sắp xếp câu từ sao cho thật là đúng. Và trải qua vòng thi số 2 thì chúng ta có số điểm còn lại của các thành viên như sau. Bủ Đa, bạn còn lại số điểm là 6 điểm. Và Minh Thảo, bạn còn lại số điểm là 6 điểm. Thân, bạn đang còn lại số điểm là 7 điểm. Kiều Duyên, bạn còn lại số điểm là 6 điểm. Và trước khi đến với vòng 3 của chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Quay trở lại với vòng 3 của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ một điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Thanh Thân, bạn là người cao điểm nhất 7 điểm đúng không nào? Thì bạn được một cái đặc quyền đó là lựa chọn vị trí của các thành viên trong lượt chơi này. Bạn quyết định thứ tự chơi sẽ như thế nào? Em sẽ là người chơi đầu tiên. Thân là người đầu tiên. À, rồi đến chị Duyên. Kỳ Duyên. Rồi đến chị Thảo và cuối cùng là anh Đa. Và lượt thi đầu tiên, xin mời các bạn cùng lên bốc thăm ạ. Và với lượt đầu tiên, xin mời Thanh Thân. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của em là từ nhảy nhót. Nhảy nhót. Câu mở đầu mà chương trình đưa ra đó là: sáng nay Tuấn thức dậy thì nhận được tin mình trúng vé số giải đặc biệt. Vì quá vui mừng, Tuấn nhảy nhót khắp cả căn phòng của mình. Và người thứ hai, xin mời Kỳ Duyên. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Kỳ Duyên đọc đáp án. Đáp án của em là rút tiền. Rút tiền. Và tiếp theo câu chuyện mà Thân đưa ra
Sau đó Tuấn ra cây ATM gần nhất để rút tiền. Vị trí tiếp theo xin mời Minh Thảo. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của Minh Thảo. Linh Đình. Linh Đình. Và tiếp theo câu chuyện là đi ra cây ATM gần nhất để rút tiền. Tối đó Tuấn mở tiệc để ăn mừng Linh Đình cùng gia đình và các bạn. Rồi, Vũ Đa nè, bây giờ chốt câu chuyện cho mọi người giật mình luôn nè. Xin mời từ của bạn. 20 giây dành cho Vũ Đa bắt đầu. Cái từ này lơ mơ là dễ sai chính tả lắm nha. Đó, mời bạn đọc đáp án. Lại nhãi. Lại nhãi. Thôi bây giờ mình tiếp nối cái câu chuyện của từ Minh Thảo thôi nè. Bỗng nhiên miệng Tuấn lại nhãi. Hóa ra là giấc mơ. Bây giờ có đúng ngữ cảnh hay không, đúng chính tả hay không? Bây giờ các bạn sẽ cùng lắng nghe ban cố vấn các bạn nhé. Trong cái hoàn cảnh đó mình khó có thể dùng cái từ rút tiền ở từ ATM. Lý do là các bạn chú ý một cái là cái giải thưởng mà anh Tuấn này anh trúng là giải đặc biệt. Như vậy thì cái trị giá phần thưởng rất là lớn, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có thể rút từ ATM nếu cái từ rút tiền đó ở giữa từ rút và từ tiền nó có một cái từ nữa, ví dụ như là rút một ít tiền thì nó hợp lý. Trong cái trường nghĩa đang diễn ra như vậy, cái logic của nó thì chúng ta không thể nào mà nói rằng anh trúng thưởng và anh rút tiền thưởng từ ATM được. Như vậy nó không đúng với thực tế. Do đó cái đáp án rút tiền từ ATM là không có phù hợp là như vậy. Với cái từ lải nhải á, khi chúng ta để diễn tả một cái trường hợp là cứ lặp đi lặp lại một cái điều gì đó mà gây khó chịu cho người khác á, thì chúng ta sẽ dùng cái dấu hỏi là lải nhải, đúng không ạ? Thế thì khi mà người chơi sử dụng cái dấu ngã ở đây thì đó là một cái trường hợp nó không đúng. Như vậy cái phương án này chúng ta không chấp nhận. Và với lượt đầu tiên thì từ của Thân đó là từ nhảy nhót. Và từ Linh Đình của Minh Thảo các bạn được chấp nhận Kỳ Duyên. Từ của Kỳ Duyên đó là rút tiền. Trúng vé số thì tất nhiên là đâu có được rút tiền ở ATM đâu, đúng không mọi người? Cho nên là cái này gọi là không có hợp hoàn cảnh. Bạn bị trừ một điểm. Câu mà Bủ Đa đưa ra là mọi người hoang mang nhất, đúng không nào? Nhưng ban cố vấn nói là từ lải nhải bạn đưa ra đúng ngữ cảnh. Yeah. Nhưng bạn sai chính tả, trừ một điểm. Chúng ta sẽ đến với lượt thi thứ hai các bạn nhé. Và với lượt thứ hai này thì không biết là Thân có muốn hoán đổi vị trí của các thành viên không? Em sẽ xin nhường cho anh Đa thi trước. Rồi, Đa đầu tiên. Tiếp theo là em. Thân. Tiếp theo là chị Thảo đi. Và Thảo. Cuối cùng là chị Duyên. Rồi, bây giờ vị trí có sự thay đổi rồi ha. Xin mời các bạn cùng bốc thăm. Và lần này thì từ vị trí cuối cùng, bây giờ mình đổi lại là vị trí đầu tiên rồi. Xin mời Bụ Đa. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và xin mời Bủ Đa đọc đáp án của mình. Hú hồn. Hú hồn. Hú. Mở đầu cái là hú hồn liền. Bây giờ để coi câu mở đầu là gì nha. Và câu mở đầu mà chương trình đưa ra. 2 giờ sáng Phước nghe tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ. Phước hú hồn, tưởng đâu là ma. Rồi, chốt. Và xin mời Thân. 20 giây dành cho Thân bắt đầu. Xin mời Thân đọc đáp án của mình. Đáp án của em là hoảng sợ. Hoảng sợ. Nối tiếp câu chuyện của Bủ Đa nào. Phước hoảng sợ, lật đật chạy vào kêu lan để xem kỹ có phải là ma không. Tiếp theo, xin mời Minh Thảo. Và 20 giây dành cho Thảo bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của Thảo là trân trọng. Trân trọng. Phước là người Lan trân trọng nên Lan chạy ra, hóa ra không phải ma. Rồi, chốt. Xin mời Kỳ Duyên. Và 20 giây dành cho bạn. Xin mời Duyên đọc đáp án của mình. Đáp án của em là lối xóm. Lối xóm. Phước thở phào, thì ra là bà Lan ở lối xóm của mình.
Rồi, với mỗi câu mà các bạn đặt ra thì sẽ có ban cố vấn ngôn ngữ để quyết định đó có phải là câu đúng hay không. Bây giờ các bạn sẽ cùng lắng nghe ban cố vấn các bạn nhé. Thật ra cái từ trân trọng mà đặt trong cái tình huống này nó cũng khó ha. Thế thì mình suy nghĩ theo cái hướng này, cái đáp án của người chơi mà đưa ra là vì Tuấn là người Lan trân trọng mà Lan chạy ra để xem có phải ma không á, thì cái điều này nó không có đúng về cái nghĩa của nó, và trong thực tế cũng khó cái điều đó. Tức là chúng ta trân trọng một ai đó thì chúng ta sẽ làm một cái điều gì đó nó ý nghĩa hơn, nó giá trị hơn cho người đó. Còn giờ vì trân trọng họ mà chạy ra sẽ có phải ma không, thì cái câu này nó không hợp lý lắm. Được ha, vậy chúng ta không chấp nhận cái đáp án này. Lượt thứ hai thì bắt đầu từ bủ đa từ của bạn, đó chính là từ hú hồn. Từ thứ hai là từ hoảng sợ của Thanh Thân, từ lối sớm của Kỳ Duyên được chấp nhận. Và từ tiếp theo là từ của Minh Thảo, đó là từ trân trọng. Tại vì Thảo đã sử dụng từ này không đúng ngữ cảnh, bạn bị trừ 1 điểm. Lượt thứ ba, ai sẽ là người bắt đầu ạ? Dạ, em quyết định em giữ lại cái vị thế của mình, em sẽ là người đầu tiên. Đầu tiên. À, người số 2 sẽ là chị Thảo. Thảo. Số 3 là chị Duyên, và cuối cùng là anh Duyên. Đa. Và em cuối cùng vẫn là Bú Đa. Xin mời bốc thăm. Và với lượt đầu tiên, Thanh Thân, xin mời bạn. 20 giây dành cho Thân bắt đầu. Xin mời đáp án của Thân. Đáp án của em là từ mạnh dạn. Mạnh dạn. Và câu mở đầu của chương trình đưa ra: Thịnh vừa bước ra khỏi quán cà phê thì bỗng nhiên ngất xỉu. Nam ở đằng xa, mạnh dạn bước tới đỡ Thịnh vào bóng mát. Rồi, xin mời Minh Thảo. Sao kỳ vậy nè. 20 giây dành cho Thảo bắt đầu. Và xin mời Minh Thảo. Đáp án của Minh Thảo là con cò. Con cò. Và rồi, nối tiếp câu chuyện của Thanh Thân. Một lúc sau, Thịnh tỉnh dậy, thấy một con cò trắng bay ngang qua. Xin mời Kỳ Duyên. 20 giây dành cho Duyên bắt đầu. Xin mời đáp án của Kỳ Duyên. Đáp án của mình là đậu xanh. Đậu xanh. Bây giờ một con cò bay ngang qua, mà đặt câu tiếp theo có liên quan đến đậu xanh là gì đây ta? Nhìn thấy con cò bay ngang qua, Thịnh bỗng nhiên thèm đậu xanh. Rồi, chốt đáp án. Bủ Đa. 20 giây dành cho Bủ Đa bắt đầu. Xin mời Bủ Đa. Ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng. Ngàng. Rồi, xin mời Bủ Đa đặt câu. Nam ngỡ ngàng vì Thịnh mới xỉu mà đòi ăn đậu xanh. Và qua 3 lượt vừa rồi thì thật ra là có những câu mà mình đặt cảm thấy rất là hợp lý, nhưng mà có những câu khi mà vừa nghe đặt xong cái ai cũng đơ người luôn ha. Bây giờ có đúng ngữ cảnh hay không, đúng chính tả hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ ban cố vấn đưa ra quyết định các bạn nhé. Thật ra cái câu này nó cũng không phải là vô lý, nhưng nếu như để chấp nhận câu này thì mình cần thêm một số thông tin nữa. Ví dụ cái nơi chốn mà cái anh này anh ngất xỉu nó phải gần cánh đồng ạ. Chứ còn chúng ta không có thông tin về cái điều đó, cho nên là chúng ta nói mà ngất từ tỉnh dậy thấy con cò bay ngang qua là nó hơi bị vô lý. Nó thiếu thông tin để khẳng định cho cái điều chúng ta nói, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là thấy con cò bay ngang qua mà thèm đậu xanh á, là một trường hợp nó còn ngang trái hơn. Bởi vì đúng ra thì ví dụ như trường hợp nó logic thì nó phải là cò nướng hay cò sáo gì thì nó hợp lý hơn, đúng không ạ? Nhưng mà đây lại cho cái đậu xanh thì nó lại chệch ra khỏi cái thông tin mà cái cần nối tiếp với cái câu trên. Như vậy với hai cái trường hợp với cái từ con cò và đậu xanh này, chúng ta không chấp nhận cái phương án của người chơi. Và với lượt thứ ba này thì Đa và Thân, cả hai bạn được bảo toàn số điểm, và Minh Thảo, Kỳ Duyên mỗi bạn bị trừ 1 điểm. Qua vòng thi số 3, số điểm còn lại của các bạn như sau: Bủ Đa
bạn còn lại 5 điểm. Minh Thảo, bạn còn lại số điểm là 4 điểm. Thanh Thân, bạn còn lại số điểm là 7 điểm. Kỳ Duyên, số điểm còn lại của bạn là 4 điểm. Như lúc đầu Vi có nói là hồi nãy giờ chúng ta chơi với dạng là đối thủ của nhau đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay với nhau trong một cái gọi là cùng hợp tác thành đồng đội với vòng thi cuối cùng được mang tên Thử thách bất ngờ. Quay lại với vòng 4 của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy đến vị trí mà các bạn cảm thấy là các bạn có thế mạnh nhất nào. Đa đầu tiên đi, chứ đa cuối rồi sao chính. Em số 2 đi ha. Và bây giờ thì xin mời Bủ Đa cũng như là Kỳ Duyên hãy cùng xem từ đầu tiên mà chương trình đưa ra. Và các bạn có 20 giây, xin bắt đầu. Đầu óc không có tỉnh táo, hay làm những cái chuyện mà dại dột. Kỳ Duyên, thì mình sẽ nghĩ Bủ làm Đa. Cái chuyện đường đột đó, hai từ. Nghĩ. Cái Kỳ Duyên, từ đầu tiên á là nghĩ 3 chấm. Bủ Đa, từ thứ hai có cái gì thì nên. 5 giây cuối cùng. Có cái gì thì nên, có cái từ đó đó. Trời đất là khó lắm á. Hết giờ. Và bây giờ Minh Thảo có 20 giây để truyền đạt cho Thanh Thân. 20 giây dành cho Minh Thảo bắt đầu. Sáng suốt, đồng nghĩa thông minh, hoặc là đồng nghĩa khờ dại. Đường cùng, ngõ cụt, thất vọng, sụp đổ. À. 20 giây dành cho Thanh Thân bắt đầu. Và đáp án của bạn đó là quẫn trí. Tại sao Thân lại nghĩ là quẫn trí? Em dựa vào cái từ dại khờ của chị đó, rồi em nghĩ là khi một người dại khờ thì họ sẽ không biết lý trí mình như thế nào, là cái sự quanh quẩn gì đó trong trí óc của mình. Cho nên là bạn được quyết định là quẫn trí. Chúng ta hãy cùng xem từ mà chương trình đưa ra, đó chính là quẫn trí. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ thứ hai. 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Cái rau gì cái từ đầu nó có chữ đó lách. Cái gì lách? Không, cái chữ đầu tiên đó là cái gì lách. Điệp rồi tới rồi ai? Điệp rồi có nhân vật gì nữa? Hiểu không? Nhân vật thứ hai. Từ thứ hai đó là cô gái hà ba chấm. Xin mời Bủ Đa. Cái gì đó ở ngoài sông á, dài nó chở hàng, chở đá, chở cát á, dài vậy đó, hiểu không? Hết giờ. Và 20 giây dành cho Minh Thảo bắt đầu. Nói. Hai từ chuyện tình chấm đẹp, từ đó từ chấm dựng chuyển đất cát sông nước lớn dài. Một từ, từ đầu là chuyện tình đẹp, từ thứ hai hết giờ. 20 giây dành cho Thanh Thân bắt đầu. Thank you.
5 giây cuối cùng. Hết giờ. Hồi nãy Thảo đoán là từ gì? Thảo đoán là lan man hay gì đó. Và từ mà chương trình đưa ra đó chính là xà lan. Bây giờ nè, đổi đi. Có muốn đổi không nè? Cũng vậy à, cứ chơi luôn. Em xin số 1 cho. Đó, bây giờ đổi vị trí đi nè. Em xin số 1 cho. Tôi chơi từ đi, gọi chơi đi. Đoán sai cũng vui không quá ảo nha, chơi không vui vẻ. Rồi, và từ cuối cùng trong vòng thi này đó chính là 20 giây dành cho các bạn, bắt đầu. Hai từ, đầu từ đầu tiên, 3 chấm, cư vi bất tiện. Tính từ nhan đầu tiên là vừa nói rồi. Thứ hai là rảnh 3 chấm, trong thời gian rảnh 3 chấm. Xin mời Minh Thảo. Không biết nói sao nữa. Từ đồng trái nghĩa của bạn, trái nghĩa của bạn rộn. Từ đầu tiên là 3 chấm, vi bất tiện. Từ thứ hai là rảnh 3 chấm, ghép lại. Rồi xin mời phát nhạc ạ. Rồi. Và bây giờ 20 giây dành cho Kỳ Duyên bắt đầu. Thời gian không có gì làm. Hai từ, cư vi bất tiện. Đầu câu, cư vi bất tiện. Thời gian nhàn chấm chấm rảnh rang. Hết giờ. Và 20 giây dành cho Bụ Đa bắt đầu. Rảnh rang không có gì làm. Yeah. Từ mà Kỳ Duyên định diễn tả đó là từ gì? Thưa chị, đó là chữ nhàn rỗi. Nhàn rỗi. Vũ Đa ghi đó là nhà rỗng hả? Không hiểu sao. Nó cũng cục dần ha. Và đáp án đó chính là nhàn rỗi. Nhàn rỗi. Kính thưa quý vị, trải qua 4 vòng thi vừa vui nè, nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều từ ngữ khó đúng không nào? Vũ Đa ơi, chắc là lần sau mình sẽ không có sai chính tả nữa đâu ha. Thì có sai ngã nặng này nọ thì xong tờ tre thôi à chứ. Ủa, sai hết rồi đó nha Đa. Minh Thảo, khi mà tham gia Thảo cảm thấy như sao? Thảo cảm thấy là rất là vui. Thứ nhất là mình đã biết thêm những từ mới nè. Thứ hai là biết thêm được hai em này. Anh Vũ Đa thì đã trong nghề, Thảo biết anh đã từ rất lâu rồi. Còn hai em thật sự là rất là thông minh, nhất là em thân đây. Rất là giỏi khi mà Thảo chỉ nói vài từ thôi mà em đã biết rồi. Nói chung là một chương trình rất là thú vị. Nhưng mà hồi nãy Vi thấy là Kỳ Duyên cũng khá là lúng túng khi mà diễn tả những cái từ ngữ cho thân đúng không nào? Bình thường thì có bao giờ bạn chơi những cái trò chơi như vậy chưa? Bình thường thì công việc nó biên tập viên thế thôi, nhưng mà mọi thứ nó rất là đơn giản và nhàn nhã đối với mình, tại vì đó cũng là nghiệp vụ rồi. Thì những cái từ ngữ mà chương trình đưa ra thật sự là đôi khi nó nằm ngoài cái vốn hiểu biết của mình. Và qua chương trình thì mình có thể trau dồi thêm cái vốn từ để mà làm sâu sắc thêm cái công việc biên tập viên của mình hơn. Và như mọi người cũng đã thấy là chàng trai Thanh Thân ngày hôm nay có thể nói là vượt qua những cái câu hỏi của chương trình, nó cũng rất là nhẹ nhàng và được số điểm rất là cao. Và tất nhiên bạn cũng đã được danh hiệu Người Hùng Ngôn Ngữ của chương trình. Và với danh hiệu Người Hùng Ngôn Ngữ thì Thanh Thân, bạn đã nhận được một kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với phần quà của nhà tài trợ cao cấp Sarcos. Xin chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Và trả lời đúng được một từ cho nên là các bạn được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, qua chương trình Thử Thách Bất Ngờ thì chúng ta cũng đã có được những từ ngữ mới, cũng như là đôi khi có những từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà là trong văn nói thôi, bây giờ sử dụng qua văn viết thì cũng có hơi sai chính tả hoặc là sử dụng sai ngữ cảnh một chút xíu. Nhưng mà không sao, đây là một sân chơi thử thách vốn tiếng Việt của mọi người đúng không ạ? Hy vọng là quý vị sẽ luôn theo dõi chương trình Thử Thách Bất Ngờ qua khung giờ quen thuộc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Tường Vi cũng như là cả 4 người chơi của chúng ta xin chào và hẹn gặp lại. Sarcos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.